trước năm 1975, lãng khách trà và hương sống trong hai thế giới. Một là bóng tối, khi được biết đến như một giang hồ cộm cán khét tiếng bên cạnh trùm du đãng từng thống lĩnh xã hội đen Sài Gòn, đại ca thay huyền thoại. Hai là ánh sáng của võ đài, nơi trà và hương độc cô cầu bại với đòn trò chứ danh. Dù là ở mảng tối hay mảng sáng của sự nghiệp và phần trước của cuộc đời mình, trà và hương, tên thật là Ngô Văn Hương, cũng đều được nhắc đến với sự nể sợ. Kính phục, không chỉ bởi cặp trò huyền thoại của ông ít khi cho đối thủ đứng vững trên đài đến hiệp thứ hai, mà còn bởi những hành động nghĩa hiệp, đậm chất quân tử trong hành xử giang hồ, bênh kẻ yếu chống lại cường quyền. Sau năm 1975, cuộc đời của lãng khách này được lật sang trang khác. rửa tay gác kiếm, ông lui về vinh nghiệp võ. Không còn là một võ sĩ bất khả chiến bại ngày nào trên võ đài, trà và hương lặng lẽ truyền lại kiến thức võ học, kỹ năng võ thuật của mình cho những thế hệ nối tiếp để rồi từng phải đứt từng khúc ruột khi đón tin từng học trò yêu của mình mất tích giữa ngàn khơi trên con đường vượt biên. Võ sư Trà và Hương tên thật là Ngô Văn Hương, sinh năm 1940, tại An Giang, lớn lên ở Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Trà và Hương là con thứ năm trong gia đình có tám anh em. Ông là con lai gốc Ấn Độ, thường gọi Trà và, nên người ta thường gọi ông là Trà và Hương. Thuở nhỏ, Hương thường bán bánh ít giúp mẹ rồi đánh giày và sau đó là bỏ nhà đi bụi. Năm 14 tuổi, Hương đánh giày cho sáu cả cụt một cánh tay, bảo kê quán ba và sống nhờ vào vợ chồng anh này. Hương quay lại nghề đánh giày ở Tân Định, làm quen với cả Na, võ sĩ nổi tiếng ở miền Nam, cùng thời với Trà và Hương, cũng là một thợ đánh giày khu đa cao. Theo lời kể của chính Trà và Hương, ông và đại ca thay quen nhau từ những ngày niên thiếu khi cùng bị bắt vào trại tế bần. Ở đây Đại ca thay tuy không có nghề, song với bản tính không biết sợ đã phải ăn đòn của bảy bò, một võ sĩ người trà và có quen biết trà và hương. Thương đại, Ngô Văn Hương, tên thật của trà và hương, nhảy lên đài đòi đánh thay, rốt cuộc cứu đại ca thay khỏi trận đòn như tử. Rời trại tiếp bần, chùm giang hồ Sài Gòn sau này biết ơn, dù trà và hương về với mình. Ngủ chung trên chiếc giường xếp kê trên vỉa hè hẻm ve chai, cạnh dạp chiếu bóng ca thay để rồi song hành cùng nhau một đoạn đường dài. Không ít lần Trà và Hương từng tựa lưng cùng đại ca thay để đối đầu với giang hồ Sài Gòn. Lần đáng nhớ nhất, theo Trà và Hương là lần bị quây bởi vài chục đàn em lăm lăm mã tấu sáu tấc, thước hai trong tay trong sòng bạc của hỏi phòng kin. Đại ca thay tuyên bố, đã đến đây rồi, phải thấy máu mới về. Trà và Hương một mặt can đại, mặt kia điều đỉnh với hỏi phòng kin, rốt cuộc hỏi phòng kin cũng xuống nước, chấp nhận đóng thuế cho đại ca thay. Nhưng không phải lần sát cánh bên nhau nào, trà và hương cùng đại ca thay cũng may mắn đến thế. Một lần đại ca thay rủ trà và hương cùng minh cầu muối đi Đà Lạt chơi. Bởi đại ca thay có bồ ở đây, nên trà và hương cùng minh cầu muối từ chốt đi ba chơi cùng bạn, thay vào đó ra ga uống rượu. Đêm đấy, ở sàn nhảy Maxim, đại ca thay bị xí rỗ, một trong hai đại ca giang hồ Đà Lạt, rượt chém thê thảm, tay chân đầy thương tích. Sáng hôm sau, Trà và Hương nhờ đàn em kiếm chiếc mền con rồng, cắt làm đôi quấn chặt vào người đề phòng bị đâm. Cầm mã tấu sáu tấc giấu trong người, đưa con dao bấm cho Minh Cầu muối, cả hai lên đường trả thù cho đại ca thay. Đà Lạt ngày ấy chỉ có hai nhân vật máu mặt giới giang hồ là Xí Dỗ và Thái. Trà và Hương xuống Phan Đình Phùng tìm Thái, hỏi địa chỉ nhà Xí Dỗ. Vào đến nhà, gặp mẹ Xí Dỗ, bà nói, hồi hôm nó chém người ta, nó trốn rồi con ơi gặng hỏi con trốn ở đâu, mẹ xí dỗ bảo trốn ở Chi Lăng. Vừa bước chân ra khỏi nhà xí dỗ, Trà và Hương đã bị xe ô tô quân cảnh ảo tới bao vây hai đầu, khám người thu vũ khí, đưa về nhà cảnh sát. Minh cầu muối may mắn đứng bên kia đường cảnh giới nên thoát. Giữa cái lạnh mùa đông cắt ra cắt thịt của Đà Lạt, Trà và Hương nửa đêm còn bị tạt nước lạnh vào người để lấy cung. Xong nhất định cắn răng không khai ra đồng bọn. Được đàn em ở ngoài chạy thuốc, cũng như đại ca thay tích cực lo lót, mãi sau trà và Hương mới được thả ra, đưa thẳng về Sài Gòn. Một lần, Hương và cả Na đi tràng bảng, Tây Ninh, đấu võ đài, bởi Hương nghĩ rằng đấu đài giống như đánh lộn nhưng lại được trả tiền. Lúc đó Hương chỉ mới 14 tuổi, nặng 37 kg. Kỳ đó, Hương hòa với một nam võ sĩ của làng võ Tân Khánh. Còn cả Na thắng võ sĩ Văn Tâm, học trò của võ sư Văn Hai. Sau trận này, Cả Na được võ sư Huỳnh Tiền nhận làm đệ tử, còn Hương lại được võ sĩ Long Mau, học trò võ sư Long Hổ Hội, tên thật là Tú đưa về bà quẹo vừa dạy võ, vừa chăn bò. Hàng ngày, Long Mau để bao cát trong chuồng bò, bắt Hương tập đá. Sau sáu tháng Hương được thầy đưa xuống Mỹ Luân đánh đài. Tối đó, Hương gặp Hoàng Mã và lập tức thắng thuyết phục đối thủ này bằng những cú đá sấm sét. Mấy trận đầu tiên Trà và Hương đều lấy tên của võ đường Nguyễn Nhiều, một võ sư dạy võ ở gần khu vực thanh đa nơi cự ngụ của trà và hương đất miền tây thời ấy có rất nhiều cao thủ nhưng hầu hết những người đấu với trà và hương đều phủ phục lúc này trà và hương lấy tên phi hoàng để đánh đài trong số những võ sĩ miền tây có người tên nguyễn hữu tiết thường gọi là sáu đã đấu với trà và hương tối đó trong không khí sục sôi võ sĩ sáu đã không giữ được bình tĩnh lao vào toan hạ gục trà và hương nhưng võ sĩ sáu đâu ngờ trà và hương nhanh như sóc, tung chân đạp văng ông ra ngoài. Tiếp theo đó, trà và hương nhấp chân trái, tung chân phải đá tạt ngang chúng ngay tay võ sĩ sáu, rồi bồi thêm cú trỏ cực mạnh khiến đối thủ gục xuống sàn. Sau đòn liên hồi, võ sĩ sáu được đỡ dậy, đưa tay lên thì thấy cánh tay mình đã bị gãy gập. Trận đấu kết thúc chóng vánh khiến cả khán đài ổ lên tiếc nuối. Khoảng từ năm 1965 trở đi, Trà và Hương thường mang danh võ đường kíp đem xây vì võ sư này dạy thêm cho Phi Hoàng về bộ tay quyền Anh. Trà và Hương đấu với võ sĩ nổi tiếng đương thời là Hoàng Sơn sau hồi giao đấu kinh thiên động địa. Hết hiệp mà Hoàng Sơn vẫn không ngã trước những đòn tấn công vũ bão của Trà và Hương nên người ta xử hòa. Trà và Hương, Phi Hoàng, sử dụng đòn cùi trỏ nào cũng tốt. Khi tung cùi trỏ ra là lấy máu đối thủ hay cho đối thủ knock out. Trỏ đánh ngang vai trỏ đánh từ dưới lên, từ trên xuống. Đòn nào cũng lợi hại nhưng đòn trỏ đang sợ nhất của Phi Hoàng chính là đòn xoay người 180 độ rồi giật trỏ, gọi là đánh trỏ lái. Có thể nói 10 lần như một, hễ Phi Hoàng quay lưng giật trỏ thì y như rằng đối thủ phải đo ván. Biết bao nhiêu võ sĩ đều biết sở trường của Phi Hoàng là như vậy, nhưng không bao giờ tránh khỏi. Trong tích tắc sơ hở thì lập tức bị lãnh ngay đòn trỏ lái của Phi Hoàng rồi gục ngã. Từ nhiều năm trước, người ta đã dùng từ quỷ khóc thần sầu để nói về đòn trỏ lái của Phi Hoàng. Khắp các vùng từ miền Tây đến Tây Nguyên, miền Trung đều biết đến tên cặp giao cạo Trà và Hương. Năm 25 tuổi, Trà và Hương xuống Trà Ôn, nay thuộc Vĩnh Long, được Lê Ngọc Sánh thuộc ban tổ chức cáp cho Trà và đấu với võ sư Nguyễn Khâm. Đây là trận đấu then chốt trong đêm võ đài ở Trà Ôn. Hôm đó, sân vận động không còn chỗ đứng, lên võ đài võ sư Nguyễn Khâm khinh thường địch thủ khi không mang cụ kỵ, dụng cụ bảo hộ vùng hạ bộ, không mang găng, nhưng trọng tài bắt buộc theo luật lệ, không được quyền chấp. Vào tiếp chiêu võ sư Nguyễn Khâm, ban đầu trà và hương còn e rẻ, cẩn trọng, nhưng chỉ sau vài bước di chuyển, trà và hương liền áp sát ra đòn. Trong thế tấn chắc cộng thêm tốc độ kinh hồn, trà và hương khóa chân võ sư Nguyễn Khâm, vung tay tung trò, tung cước đạp văng võ sư Nguyễn Khâm ngã bắn xuống sàn bỗng dưng nhà thi đấu trở nên cực nóng bởi dân chúng ùa lên ném ghế hành hung trà và hương. May mắn là lúc này có ông quận trưởng đứng lên quát lớn, tay cầm súng đe dọa nếu có kẻ nào manh động ông sẵn sàng bắn bỏ. Nhờ vậy mà trà và hương được giải thoát. Hôm sau, đến lượt Nguyễn Khiêm, một võ sĩ khác rất lực lưỡng, võ nghệ cao cường đã thách đấu trà và hương. Nhưng khi nhập trận, khí thế sục sôi khiến trà và hương không thể kìm hết, vô tình ông quay gót ngay cầm võ sĩ Nguyễn Khiêm trong tích tắc, trà và hương dừng đòn rồi đề xuất trọng tài cho sự hỏa để được yên ổn ra về. Bên cạnh việc đấu võ, cuộc đời trà và hương còn gắn liền với một số tay giang hồ tên tuổi như Minh Cầu Muối, Đại Ca Thay, Năm Cam, Sơn Đảo. Dù là những ôm trùm sừng sỏ nhất trong giới giang hồ ở Sài Gòn cũng đều kính nể tài năng và đặc biệt là khí chất ngang tảng, bản lĩnh hơn người của trà và hương. Tuy nhiên, khi những tay anh chị này, kẻ mất, người bị xa lưới, rồi khi về lại Sài Gòn, địa bàn làm ăn của Trà và Hương đã bị các giang hồ mới nổi chiếm đóng lại càng làm ông buồn bực. Ông lang thang ở quận Ba cùng đám đệ tử tối ngày luyện tập đấu võ đài như những võ sĩ vô định. Thời gian này, Kit Dempsey vẫn luôn sát cánh bên Trà và Hương trong từng trận đấu. Nhưng sau nhiều năm gần như bất khả chiến bại trên võ đài thì Trà và Hương cũng đấu trận cuối cùng với Hà Trọng Khôi, học trò võ sư Hà Trọng Sơn vừa vào trận đấu trà và hương đã tính đánh đòn phủ đầu. Ông tung cước đá vào mạng sườn của Hà Trọng Khôi. Đối thủ không hề nao núng liền chụp chân hương. Ngay sau đó, Trọng Khôi bốc cả thân hình của trà và hương lên toan ném mạnh xuống sàn. Là con nhà nghề lâu năm, trà và hương ôm chặt lấy đầu của đối thủ. Như thế nếu võ sĩ Khôi ném trà và hương thì ngay lập tức ông ta cũng ngã sàn. Trọng Tài liền tới can ngăn kêu hai người thả nhau ra. Nhưng hiệp đấu chưa kết thúc, Hai người vừa buông nhau ra thì võ sĩ Khôi quay người bỏ đi. Bất ngờ trọng tài kêu rô, cha và hương liền tấn công. Không kịp trở tay, võ sĩ Khôi lánh chọn một cú lên gối, tiếp thêm một cùi trò vào mặt, tứa máu, ngã xuống sàn. Nhìn thấy đòn đánh quá nặng, lại thấy thần sắc của võ sĩ Hà Trọng Khôi rũ rượi trong gương mặt nhuốm đỏ. Võ sư Hà Trọng Sơn, thầy của Hà Trọng Khôi, liền ném khăn trắng xin hàng. Nào ngờ, Hà Trọng Khôi lại lượm khăn trắng, lau mặt rồi ném xuống đất ý muốn đấu tiếp. Xong, thị trưởng thành phố đã bước đến nói với trọng tài rằng nên ngừng trận đấu, vì nếu đấu tiếp ắt võ sĩ khôi sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trận đấu kết thúc, trọng tài xử trà và hương thắng. Tuy vậy, đám lính đồng đội với Hà Trọng Khôi ở Quy Nhơn với tâm lý quá khích đã lao lên sàn đấu. Hàng trăm người xách cả ghế lên sàn đấu đòi xé găng của trà và hương. Họ đòi tấn công trà và hương trong tiếng thép inh ỏi. Lúc này, thị trưởng phải huy động cảnh sát kéo trà và hương người đầy máu, cho lên xe mang đi khỏi võ đài. Nhát dao cuối cùng, trà và hương dành cho chính mình, dù cho những ngày tháng tay dao tay súng hùng bá giang hồ Sài Gòn đã xa lắm rồi. Ông gác kiếm hơn bốn chục năm rồi. Nhát dao cuối cùng võ sư Ngô Văn Hương, lão giang hồ trà và hương, vung lên cuối cùng, máu đã đổ. Nhưng lần này là máu của chính ông. Nhát dao ấy đã đưa cuộc đời ông vào cái kết bi thương nhưng đậm chất giang hồ như chính dòng máu chảy trong người ông vậy. Có rất nhiều sự đồn đoán xung quanh cái chết của trà và hương, cái chết vì tự vẫn. Sự thật là gì? Sự thật chỉ có một, đó là những ngày cuối đời, cơn bạo bệnh không chỉ khiến trà và hương đau đớn, mà còn tốn rất nhiều tiền. Trung bình mỗi ngày, tiền thuốc của ông lên đến con số hơn 2 triệu đồng. Người con nuôi, cũng là dân võ mà ông đang ở cùng phải bán lắc tay bằng vàng đi, để mua thuốc cho ông, rồi bán chiếc xe hơi bảy chỗ để chữa bệnh cho ông. Và đúng lúc người con nuôi ấy đang tính bán cả bãi là nơi ông đang tá túc, cũng là nơi các đệ tử của ông dạy võ. Ông đã vung con dao thủ sẵn dưới gối để kết liễu cuộc đời, để người con nuôi đầy nghĩa tình, nghĩa khí không phải tán ra bại sản vì mình. Giới võ thuật tiền phong, Hồ Chí Minh sững sờ, rồi tiếc thương cái chết của trà và hương. Họ tiếc một võ sĩ đấu đài bất bại, một võ sư tâm huyết với võ thuật Việt Nam nhưng vẫn còn những người từng đi qua những ngày cũ trước 1975, từng được biết, được đọc về giang hồ Sài Gòn, họ tiếc thương ông và cảm động về cái nghĩa khí giang hồ chảy trong huyết quản của ông.